Xin chào ban giám đốc công ty em quay. Xin chào thầy Hứa. Và xin chào chị Nguyễn Thị Điệp. Và tất cả những nhà phân phối. Và các vị khách quý trong ngày tối ngày hôm nay. Đồng tên đầy đủ là Quỳnh Văn Đông, đến từ tỉnh Biên An Giang, một nơi rất là xa xôi các anh chị. Những ngày Đông bắt đầu làm em quay thì Đông gặp rất là nhiều khó khăn về đi lại, chia sẻ khách hàng. Anh em của Đông cũng phản đối luôn các anh chị, nói mày bị gạt rồi Đông ơi. Và sau một thời gian 1-2 tháng, anh chị em của Đông nói mày khùng quá, đó mày bị gạt rồi, mày làm hoài. Nhưng mà Đông kiên trì các anh chị, Đông tin tưởng sản phẩm, tin tưởng chính sách trả thưởng của em quay, và Đông tin tưởng công ty em quay, Đông không bỏ cuộc. Mỗi lần mà ở Cần Thơ có những cái lớp học và những buổi chia sẻ thì vợ chồng của Đông và đội nhóm tiếng dưới đi mất 150 km đó anh chị, 4 tiếng đồng hồ. Và mỗi lần đó, Đông đặt hàng về tới nhà đó các anh chị, là lãnh đạo của Đông đặt hàng về tới cho Đông, và vợ chồng của Đông phải đi ra 24 cây số nữa để nhận hàng về các anh chị, rất là khó khăn. Và những ngày chia sẻ em quay thì rất là nhiều người từ chối, nói sản phẩm thì không ai biết đến, công ty thì không có quảng cáo gì hết, không có thương hiệu trên thị trường, người ta không dám xài. Thì Đông chọn em quay tại vì Đông muốn thay đổi cuộc sống, muốn thay đổi tương lai, muốn thay đổi vận mệnh của mình, và muốn giúp tất cả mọi người có một cuộc sống tốt. Và Đông làm được, Đông tin chắc rằng các anh chị sẽ làm được và làm tốt hơn Đông ạ.